Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ liệt kê một số các cái lỗi mà chính bản thân mình cũng như là những người mà làm vườn, các bạn làm vườn mới bắt đầu làm vườn hoặc là thậm chí đã làm vườn trồng cây kiểng, cây cảnh, rau và cây ăn trái lâu rồi mà vẫn mắc phải. Đó là thường thì chúng ta phức tạp hóa cái việc làm vườn các bạn. Mà thực ra cái việc làm vườn trồng cây thì nó rất đơn giản và nó phải thuận theo cái lẽ tự nhiên. Cây thì nó cần gì các bạn? Đây, các bạn thấy đây. Thì cây thì nó cần đất. Thì đất thì có thể là trong một cái ly, các bạn có thể là trong một cái ly như thế này. Đó, ly cà phê, trà sữa sau khi chúng ta uống rồi, hoặc trong một cái chậu nhựa như thế này. Thì cây để nó sống và phát triển thì nó cần đất. Bởi vì nữa là ánh nắng các bạn, đó ánh nắng mặt trời thì phải để ngoài, thường đa số là để ngoài ánh nắng mặt trời. Và thứ ba nữa là nó cần nước, chúng ta cần tưới nước cho nó, ví dụ như là một ngày một lần hoặc là cùng lắm á, trời nắng gắt á thì ta tưới hai lần một ngày, và gió và cần phân. Đó, thì phân thường trước khi trồng á, nếu mà trong cái chậu nhỏ này ta ươm thì không nói, và sau khi ra chậu lớn á, thì chúng ta nên có ủ ủ phân hữu cơ ở phía dưới các bạn, tức là những cái đồ ăn thức ăn thừa thải chúng ta có thể là lót dưới cái đáy chậu sâu, đúng không bạn? Trước đó chúng ta ủ để cây có cái lượng phân hữu cơ tự nhiên, và sau đó chúng ta chỉ việc tưới thôi các bạn. Đó, để chúng ta đơn giản hóa hết sức cái việc làm vườn của bạn, chứ không tự dưng là lại trồng, không trồng trong vườn đất thì rộng rãi như thế này, hoặc là trồng trong chậu mà chúng ta lại trồng cây dưới dạng mà kiểu như thủy canh các bạn. Mới làm vườn chúng ta chưa có kinh nghiệm đó thì chúng ta không nên các bạn, trồng chỉ bằng nước thôi thì rất là bất bình thường, hoặc là trồng trong một cái chai treo ngược lên các bạn, bắt cho cái cây nó đem nó phải móc ngược lên và nó vươn ra ngoài ánh sáng thì không thích hợp các bạn, đúng không? Đó, vậy nhất là chúng ta phải thuận theo lẽ tự nhiên là trồng trên đất, và hai là cần cây nó cần tưới nước một ngày một hoặc hai lần mà đều đặn. Thứ ba nữa là nó cần ánh sáng mặt trời nè các bạn. Đó, ví dụ như là hoa hồng đi, đó là loại cây mà khó trồng thì nó cần như 6 tiếng đồng hồ ngoài ánh nắng mặt trời. Chứ còn mà để trong bóng râm như thế này các bạn thì nó sẽ ủ rũ và nó sẽ khó nở hoa, và hoa nở thì nó không có thắm và không có cứng cáp. Đó, vậy nhất là chúng ta đơn giản hóa hết sức cái việc làm vườn, và tận dụng tất cả những gì mình có, chẳng hạn như là ly nhựa hoặc là thau chậu sành sứ hoặc là bằng nhựa hoặc là một cái mảnh đất nào đó nhé các bạn. Và cái điểm kế tiếp là chúng ta trồng từ cái cây đơn giản tới phức tạp các bạn. Ví dụ như đầu tiên thì chúng ta có thể là trồng cây đơn giản, ví dụ cây hành các bạn, đó lấy củ hành đó thì chúng ta ngâm nước, và sau đó chúng ta cắt ngang khoảng 1/3 cái đầu đó, và chúng ta bỏ vào trong đất, chúng ta ngâm tưới nước để ngoài ánh sáng như thế này các bạn. Chứ còn mới chưa chưa có kinh nghiệm thì chúng ta không nên trồng những cây khó. Ví dụ như cây khó là cái gì bạn, là cây hoa hồng mà, đó là những cây khó trồng thì chúng ta không nên bắt đầu là cây khó, nhất là những cái giống hồng ngoại các bạn, để chúng ta trồng khoảng thời gian là vài tuần hoặc là 1-2 tháng chúng ta có kinh nghiệm, sau đó chúng ta mới trồng cây hồng đó. Ví dụ như cây hồng này bạn thấy không, rất là khó đó. Cái này là mua cách đây á, mình mua cách đây là khoảng chừng 3 tháng đó, và nhà vườn bó lại. Mình bỏ vào đây, may mà nó còn sống các bạn, nó còn da nhú những cái chồi non này, chứ không là nó bị bó rễ và thân nó đen, rất khó các bạn, không đơn giản. Đó, như cây hồng này là đai nữa bạn, nó thân đen rồi. Đó, chúng ta trồng những cái cây mà dễ dàng, ví dụ như là hành và rau muống đó, hoặc là cái cây mà dễ nữa là cây rau má cũng rất là dễ các bạn. Đó, găm vào thì nó lên. Đó, và xương rồng trồng sa mạc cũng lớn, lấy tai thỏ chúng ta trồng, hoặc là nha đam thì cũng 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 dễ các bạn, hoặc là rau rau lá lốt đó, đây bạn thấy không, đó chỉ cần cắm xuống
là nó lên, hoặc là dễ nhất là cây rau dăm cắm xuống là nó lên các bạn. Đó. Đó, đây là hành, hành lá. Chứ chúng ta không nên bắt đầu vào việc trồng cái cây mà khó khăn nhất và sau đó chúng ta thất bại, chúng ta nản. Đó, vậy cái yếu tố thứ hai là gì các bạn? Đó, yếu tố thứ hai là chúng ta nên bắt đầu bằng cái cây dễ trồng. Và cái điểm thứ ba nữa đó là cái cây chúng ta trồng thì nên phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện địa lý thời tiết ở cái nơi đó, nó đừng có khác biệt quá lớn nhé các bạn. Nếu mà khác biệt không quá lớn thì ok, còn khác biệt quá lớn á thì lúc bây giờ thì chúng ta phải tạo ra một cái môi trường sống giống như nhà kính, rất là tốn kém các bạn, mà chúng ta lại chưa có kinh nghiệm các bạn. Đó, ví dụ như bạn thấy ở đây, ở đây thì là đang ở trên cái vùng cao Tây Bắc các bạn, thì mình trồng hồng thì bạn coi là hồng thì nó cần cái độ ẩm cao, ở đây là 75% và 28.7 độ C. Hồng thì nó đang là giữa trưa nắng mùa hè các bạn. Đó. Chứ còn mà nhiệt độ lên tới 31, 32, 34 độ C và cái độ ẩm xuống còn có 30% như ở Sài Gòn thì không thích hợp với trồng hồng. Nếu mà trồng được thì chúng ta tốn kém rất nhiều cho chi phí nhà kính và đất và phân đó, và những cái lưới che chắn và hệ thống làm mát, nó không phù hợp với các bạn đó. Và nếu mà nó chênh lệch về thổ nhưỡng và thời tiết khí hậu quá nhiều thì chúng ta trồng lại cây tương tự, chứ không nên trồng các loại cây mà nó lại nghịch lý quá các bạn. Và cái điểm thứ tư là cái thời điểm mà chúng ta trồng cây cũng rất là quan trọng. Ví dụ như này các bạn, ví dụ như mùa mùa xuân á, các bạn muốn dăm cành hồng á, thì các bạn dăm vào mùa xuân ngay trên vùng cao Tây Bắc hoặc là các tỉnh phía Bắc hoặc là đó, thì chúng ta dăm vào mùa xuân. Chứ còn mà ví dụ như mùa hè mà mình dăm cành như thế này thì rất là khó các bạn. Đó, đây đang dăm cành mùa hồng vào mùa hè đó, thì nó rất dễ thất bại quá. Bởi vì lý do là sao bạn? Bởi vì cái điều kiện ngay cả trên vùng cao Tây Bắc này thì cái độ ẩm nó là 76%, trong khi đó thì những cái tháng cuối năm thì cái độ ẩm lên tới 99-100% và nhiệt độ xuống lý tưởng cho hồng là khoảng 10-15 tới khoảng 27 độ. Thế bây giờ nó lên tới 31-34 độ và độ ẩm chỉ có 30-20% thì không thích hợp cho hoa hồng dâm cành. Rồi cái điểm thứ năm là chúng ta đừng làm những cái gì mà trái với tự nhiên các bạn. Thường là mới trồng cây thì chúng ta làm những cái điều mà ngược đời lắm, trái với tự nhiên. Là ví dụ như này các bạn, là chúng ta thường xuyên là hay đụng chạm và di chuyển vào cây, nhất là đang trong giai đoạn mà mình ươm cây, ươm mầm hoặc là mình cắm cây vào chậu này, thì mình không có nên di chuyển thường xuyên. Cây nó cần tĩnh và mình chỉ cần tưới nước một ngày một lần, như cái này cây lá lốt đó, và nó cần là nơi nó ánh nắng gắt quá như thế này thì không thích hợp với lá lốt. Còn nếu mà tối quá thì cũng không, thì nó cần cái nơi mà mát và ẩm thấp và tưới nước nhiều, và chúng ta không có di chuyển quá nhiều các bạn. Lúc lắc thì cái rễ nó chưa có vững, nó chưa bám đất đó, thì chúng ta gặp một cái cơn mưa, cơn dông mây đen kéo tới là chúng ta lại vội vàng mang nó vào trong nhà, rồi nắng thì chúng ta lại cũng mang vào trong nhà, thì nó không có cây sinh ra là để chịu sương nắng và gió máy mà, thì nó mới tự nhiên, đúng không ạ? Đó thì chúng ta làm những cái điều rất là bất bình thường thì bao giờ cũng để lại cái hậu quả. Đó thì cây đúng là khi mà sắp mưa, trời sắp mưa mây đen vần vũ thì gió mát ùa tới thì cây nó cần hít hà cái không khí trong lành mát mẻ, thì chúng ta lại mang nó vào trong nhà các bạn, úng như công tử bột. Đó là những cái điều mà gọi là rất là bất bình thường. Đó thì nó để lại cái hậu quả nhất định. Rồi cái điểm kế tiếp là chúng ta trang bị những cái dụng cụ đồ nghề rất là lỉnh kỉnh mà lại không hành động, mà đó là phải hành động, tận dụng tất cả những gì mình có, và khi mà đủ tức là dụng cụ và chậu và đất điều kiện tối thiểu thì chúng ta phải hành động, thì chúng ta mới học được kinh nghiệm, phải trải nghiệm. Như mình không phải xuất thân từ nhà nông mà mình chỉ có làm vườn cách đây chừng vài ba tháng các bạn, ba tháng đó. Đây là ngôi vườn hoang thì ngổ ngang trăm mối tơ vò các bạn, thì mình vào đây mỗi loại cây thì nó lại bệnh tật khác nhau, rồi dần dần mình nó khắc phục. Như cây chanh nè, thấy không đó, dưới nó bị te tua lắm, rồi đợt lá phủ nè đó,
đây mình đã khắc bột và bây giờ nó đã ra trái các bạn. Đó, mình đã chỉ bệnh cho nó, là chỉ bệnh từ những cái phương tiện và coi như những cái nguồn tài nguyên có sẵn và là tự nhiên. Ví dụ như xịt nước, cái chanh này bị bỏ chỉ các bạn, thì mình xịt nước từ dưới mà tốc lên các bạn. Đó, xịt nước từ dưới tốc lên đó, và xịt một ngày 2 lần và em bấm cái đọt bị xoắn lá bỏ chỉ tấn công và bấm cái đọt không thương tiếc các bạn. Đó, do và nhổ những cái lá, nhặt vặt từng cái lá sâu các bạn. Đó, ví dụ lá này đó, nhặt từng cái lá sâu bỏ đi đó, và những cái cành mà sâu quá thì cứ cắt bỏ luôn các bạn, mà bón phân mà chăm sóc nó thì bây giờ nó khá hơn, mà chưa hoàn toàn hết bệnh nhưng mà nó khá hơn. Đó, hoặc như các bạn thấy trong khu vườn này, vườn hoang các bạn, mình mới vào ở chừng 3 tháng, chỉ cớ này cũng bị bọt chỉ tấn công này, bạn thấy kinh hồn không? Đó, bọt chỉ tấn công lá xoắn luôn đó, bây giờ là không có đậu hoa đậu trái gì hết đó. Thì giờ mình đã bắt đầu trị bọt chỉ bằng cách theo một số kinh nghiệm mà các bạn có kinh nghiệm đó, thì mình pha 3 nóng 2 lạnh, tỷ lệ 3 phần nước sôi 2 phần lạnh, và bỏ một vài giọt dầu ăn và vài giọt xà bông rửa chén làm chất kết dính, và mình xịt tóc từ dưới lên trên xuống dưới, và mình bấm ngọn và bấm những cái ngọn mà bị xoăn này bạn, nó bấm triệt để luôn. Rồi, cho đến khi mà nó hết hẳn những cái ngọn đọt bị xoăn á, và cái cây hy vọng nó sẽ tạo được sức đề kháng cái ớt đó. Còn đây lá lốt nè, đó thì cũng rất là tốt, tự nhiên là nó mọc lên các bạn đó, và sâu bọ mình cũng phải diệt chỉ lá nó mới đẹp như thế này bạn. Nó lá lốt, các bạn thấy không, cái vườn hoang trăm mối tơ vò đó. Và đây những cái ớt này nó ra trái, bọ chỉ tấn công bạn, tấn công cái trái nó mà trái nó đen luôn, nó xoắn lại đen luôn, thấy không? Đó, đây ớt này đó, mình đang chỉ cho cái cây, cái ớt này cũng ra ra trái, trái bị xoắn đen luôn.